Xin chào mừng các bạn đến với channel mình là Total War Tuyên Quang, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái mảng tiếp theo trong cái phiên bản chiến tranh tổng lực La Mã 2. Đó là cái mảng về mặt quân sự. Quân sự thì nói đơn giản thôi. Quân sự thì có hai cái, đó là các quân đoàn. Đây. Và thứ hai là các cái công trình về mặt quân sự. Đấy. Công trình quân sự thì mình giới thiệu đặc điểm các công trình quân sự đó đều có màu đỏ. Bạn nhìn nhá, tất cả các công trình mà nó hỗ trợ về mặt quân sự đều có màu đỏ. Đấy. Công trình quân sự đều có màu đỏ. Công trình về mặt lương thực thì sẽ có màu xanh lá cây. Công trình về biển thì sẽ có màu xanh nước biển. Công trình về cộng đồng thì nó sẽ có màu vàng. Đấy. Những công trình đặc biệt này thì nó sẽ có màu khác. Chẳng hạn như đây là màu xám à. Màu đen à. Đây, các cái thành thì nó sẽ công trình cộng đồng, nó sẽ có màu này. Có thể có các cái tài nguyên khác thì nó sẽ có màu khác không, nhưng mà mình chưa biết. Đấy, công trình về mặt công nghiệp. Đây, mặt công nghiệp thì nó có màu xám. Vẫn là công trình đặc biệt, nhưng mà đây. Công trình về quân sự này. Công trình về mặt kinh tế thì nó vẫn có màu xanh. Về thương lương thực, đấy. Mình xem có cái công trình nào đây. Màu này là đây rồi. Cái màu tím này thì thường là công trình hỗ trợ về mặt thương mại. Về công nghiệp. Đấy. Công trình cảng biển đây. Có các công trình này chúng ta có thể xây. Có một cái nữa thì mình giới thiệu đây. Đấy là mình giới thiệu qua các bạn thôi, để các bạn nhìn thấy. Công trình quân sự luôn luôn có cái màu như thế. Để mình xem chi tiết cho các bạn một cái vùng nào mà mình chưa xây cái gì không nhỉ. Đây. Nhưng mà đây là vùng thủ phủ. Công trình quân sự ở thủ phủ thì các bạn có thể xây này. Workshop là nhà xe bắn đá này, nhà lính này, và nhà trợ chiến. Tương đứng với nó là cái nhánh quân sự, nhánh nghiên cứu công nghệ với ba nhánh này. Đấy, một nhánh này là nhánh hỗ trợ này, nhánh này là nhánh cách xây dựng các công trình quân sự này. Đấy. Bao gồm cả điện thờ trận chiến tranh. Đây là nhánh hỗ trợ này, các công trình hỗ trợ này. Nhánh này là xây dựng xe bắn đá này và các cái lò rèn và lò để luyện kiếm và đây, những cái vùng các bạn nhìn này, có cái biểu tượng hình vỏ sắt này, Iron này. Đấy. Thì các bạn có thể xây một trong hai công trình. Một đó là luyện kiếm này, để rèn vũ khí. Và cái hai là rèn áo giáp. Đây. Armor. Đấy. Tăng áo giáp và shield, nó là khiên cho các đơn vị quân được tuyển. Như ở đây là mình xây lên cấp 3 này, nó sẽ tăng 20% vào giáp và khiên. Đấy. Cái vùng này thì mình xây công trình quân sự và nó sẽ tăng 5%. Ôi, nó tăng nhiều thứ thế. Nó tăng 5% vào áo giáp. Bởi vì cấp 1 thì nó sẽ tăng 5% cho tất cả mọi thứ. Công trình này nếu ở cấp 1 đây này. Đây các bạn kích vào đây này, nhìn này. Nó sẽ tăng 5% cả vào giáp, vào vũ khí và tấn công. Nhưng mà khi lên cấp 2 các bạn sẽ có hai nhánh để lựa chọn. Cái nhánh này nó tăng vào khiên giáp, cái này nó tăng vào vũ khí này. Đấy. Nó sẽ tăng lên. Nó sẽ tăng 20% vào sát thương của vũ khí tấn công cận chiến. Nó chỉ có tác dụng với cái này, nó chỉ có tác dụng với cận chiến thôi. Tầm xa thì nó vô dụng. Tầm xa thì các bạn muốn tăng đam cho các lính thì các bạn phải tăng vào cái công nghệ này. Đây. Thứ nhất là nâng cấp công nghệ. Cái này nó tăng này, vừa xây dựng được nhà cung tên và tăng cái đam. Đây là hỗ trợ công nghệ không nói. Còn xây dựng thì các bạn muốn hỗ trợ về mặt đây, tăng 10% đam cho các đơn vị tầm xa. Cái công trình này này, cái hình có mũi cái bia có cái ba mũi tên bắn vào này. Đấy. Và để các bạn xây dựng cái công trình tăng về quân sự cận tầm xa. Còn cận bộ binh cận chiến thì các bạn nhìn này, đây. Công trình này nó sẽ tăng 10% về tấn công cận chiến. Phòng thủ thì tấn công cận chiến, phòng thủ cận chiến. Phòng thủ chống tấn công cận chiến. Đây, hai cái này, một cái là tăng phòng thủ, một cái tăng tấn công này cho các đơn vị bộ binh. Đấy. Tất Miklia Tech. Cái này thì nó cho infantry chỉ nguyên cho bộ binh thôi.
tăng một cái tăng tấn công, một cái tăng phòng thủ này. Đấy. Cái này thì nó hỗ trợ cho kỵ binh tăng 10% khả năng tấn công cận chiến cho kỵ binh. Đối với những cái vùng như thế này, tại sao mình nói có một lần mình nói rồi đây này, cái hỗ trợ ở đây vùng này nó tăng 5% giáp cho các đơn vị để tuyển. Thế nên là tại mình chọn cái vùng này làm tuyển quân. Khi bạn tuyển quân ở vùng này thì khi bạn tuyển quân nó sẽ được hỗ trợ 5% giáp cho cái đơn vị được tuyển ở vùng này. Đấy. Có những vùng nó sẽ tăng cái hỗ trợ khác. À, những vùng này thì nó tăng cái hỗ trợ là tăng tinh thần chiến đấu, tùy các bạn chọn vào như nào, nhưng mà giáp thì là cái rất khó kiếm. Tinh thần chiến đấu thì các bạn có thể tăng xây dựng công trình này rồi, điện thờ thần chiến tranh thì nó tăng 20% này. Đấy, thì các bạn ở đây. Đây là nhà lính. Nhà lính có hai loại. Đó là nhà lính chính quy để tuyển các đơn vị lính La Mã thì đây là lính Lê Dương, và đây là nhà lính trợ chiến hoặc lính tầm xa. Đối với các faction Hellenic thì nó có hai loại nhà lính, đó là nhà lính tầm xa. Nhưng về căn bản thì phần lớn là chủ lực vẫn là nhà lính này. Đối với La Mã thì nó có loại lính đánh thuê. Đây hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về faction La Mã thôi. Có thể và còn các cái faction Hellenic hoặc là các mình khác thì nó lại có những cái kiểu tuyển quân khác chẳng hạn. Như là mấy anh dợ thì có thể là nó có cả cái nhà đây, cái màu xanh xanh này như nó là con ngựa thì nó để tuyển kỵ binh. Đấy. Nó hơi đặc thù. Ở đây mình giới thiệu về La Mã thôi. La Mã thì có hai loại nhà lính này để tuyển lính chính quy La Mã. Và đây là nhà lính để tuyển lính trợ chiến La Mã này, trợ chiến cho La Mã. Cái vùng lính trợ chiến này thì ở mỗi một vùng nó sẽ có những cái loại lính trợ chiến khác nhau. Như vùng này thì các bạn click vào đây, chuột phải vào ở vùng này, vùng Athens Hy Lạp này, thì nó có thể tuyển được đội cung thủ Cretan Archer. Đây các bạn nhìn này, đam cơ bản của nó chỉ có 40 nhá, nhưng mà khi các bạn nâng cấp lên rồi thì nó sẽ đây. Tại sao cái lính này nó lên được 50? 50 thì đó được cộng bởi như thế này, 10% ở cái này do công nghệ, nhìn thấy chưa? À, do công trình xây dựng. 15% là ở công nghệ, tổng cộng chúng ta có 25%. Bạn nhớ lấy 40 nhân với 25 thì 25% của 40 có phải là 10 không? 10 đam không? Có phải nó từ 40 nó lên 50 đam là vì thế. Đấy. Cái cung thủ này thì hình như là không thể tăng cao được hơn nữa đâu. Mình nhớ là như thế này là mắc. Ngoài ra các bạn muốn tăng thì các bạn phải xem có quân đoàn là nó mạnh mạnh tí. Đây. Đây. Các bạn có thể tăng vào các cái công trình này để nó sẽ, các bạn nhìn này. Cộng 6% attack ranger cho tất cả các đơn vị tầm bộ binh hoặc là kỵ binh tầm xa. Đấy, cái này nó tăng đam cho cung thủ. Mình xem mình có các cái quân đoàn khác nữa không? Quân đoàn mạnh hơn. Ví dụ như quân đoàn này. Đây này. Đấy. Ví dụ như quân đoàn này là mắc này. Và nó sẽ tăng đấy, tăng 6% ranger, tăng tầm bắn. Cái này nó sẽ tăng tầm bắn cho các đơn vị quân, nhưng mà ở đây mình có tăng 6%, nó lên từ 150 cho đến 159 à. Ngoài ra thì tướng nó cũng hỗ trợ đấy, tướng nó cũng có thể tăng, nhưng mà tướng này thì mình học mắc mất rồi, không có cái tướng nào cấp. Nói chung tướng đây là một cái bảng mà đối với quân sự thì các bạn, đầu tiên là mình giới thiệu về mặt cây xây dựng rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về một quân đoàn hoàn chỉnh. Đây, ví dụ như đây là một quân đoàn hoàn chỉnh. Trong quân đoàn thì nó có bị một người gọi hình ngôi sao này là tướng này. Đây là kỵ binh này. Đây là bộ binh cận chiến này. Đây là pháo này. Đây là đơn vị tầm xa này. Đấy. Và đây là lớp hỗ trợ. Ví dụ đây là thằng champion. Lớp hỗ trợ thì đây, ví dụ đây là chính trị gia này. Đấy. Các bạn cho nó vào quân đoàn hoặc là chui nó ra như thế này cũng được. Đây này. Nên nó có thể đứng ngoài như thế này, hoặc cho nó vào thì bạn kích nó vào có hình mũi tên như này, chọn vào cái chữ military training này. Đấy, để cho nó vào này, nó sẽ hỗ trợ cho quân đoàn lên này. Cái thằng này thì cho vào quân đoàn thì nó hỗ trợ cái gì thì bạn kích vào đây. Cái này là quân đoàn này, chi tiết quân đoàn, đây là chi tiết tướng này, chi tiết lớp hỗ trợ này. Đấy, cái này thì bạn có thể hỗ trợ cho nó lên. Ui. Đây là những cái mà nó hỗ trợ cho quân đoàn, đây là cái mà mình nâng cấp. Đấy, các bạn có thể chọn nâng cấp khác tùy thích. Mình thì mình hay hỗ trợ vào cái lớp này.
đấy, nó tăng những cái gì các bạn nhìn vào đây, tăng giảm upkeep này, cái này hỗ trợ tấn công các kiểu này, đấy. Tùy các bạn thôi, lân vào cái gì cũng được, nhưng mà đối với một đơn vị lính cận chiến thì các bạn chú ý cho mình này. Nó có cái dòng đầu tiên nó là melee attack, có nghĩa là tấn công cận chiến. Cái melee attack này là cái kỹ năng tấn công của đơn vị lính này. Đấy, đây. Như là cái kỹ năng tấn công. Khi cái melee attack này càng cao thì cái khả năng tấn công trúng mục tiêu của nó càng lớn. À, tấn công chính xác đối với cận chiến ấy. Và một đối phương càng chuẩn xác cao, nó đánh tỷ lệ tấn công chính xác hơn. Cái này nó sẽ đối lập với cái melee defense này, có nghĩa là cái phòng thủ cận chiến này. Đấy, phòng thủ này, cơ bản của chúng ta 57, phòng thủ từ khiên là 46. Đấy, cái melee attack này thì đây, melee attack đấy là kỹ năng tấn công chứ. Để mình giới thiệu các bạn, để khi các bạn xây dựng quân đoàn hoặc khi đánh nhau các bạn sẽ thấy. Ngoài ra thì đối với cái dòng weapon damage là cái gì? Có nghĩa là cái sát thương gây ra bởi vũ khí của cái đơn vị lính đấy. Hai cái này nó hiểu như thế nào? Cái này là kỹ năng tấn công này, cái này là sát thương gây ra này. Nghĩa là kỹ năng của anh tốt nhưng mà cái sát thương của anh kém thì cái sát thương gây ra cho đối phương không được cao, hiểu không? Thế nên cái dòng sát thương gây ra của vũ khí này nó cũng rất quan trọng. Các bạn nhìn này, sát thương cơ bản của chúng ta là 36 và sát thương xuyên giáp là 7. Bắn kích vào đây các bạn mới nhìn thấy cái sát thương xuyên giáp là gì, thì bây giờ mình giải thích hơi khó. Phải là các cái đơn cơ bản La Mã thì nó không có nhiều các cái đơn vị đặc biệt nên mình rất khó giải thích. Nhưng ở đây thì thôi được, để mình đấy, sát thương xuyên giáp là 7. Đối với đơn vị lính kiếm này thì sát thương xuyên giáp thì nó bình thường, nhưng là lính dìu thì sát thương xuyên giáp nó sẽ cao hơn. Cái này dòng tiếp theo là bonus với infantry, là tấn công với bộ binh. Thằng này thì bonus với kỵ binh. Đấy, tùy vào các đơn vị quân này. Đây là cận chiến, mình sẽ giới thiệu qua về cận chiến trước đã. Bonus với bộ binh là không. Trigger bonus có nghĩa là đột kích, nghĩa là khi bạn lao vào đối phương thì chúng ta sẽ được bonus 22 sức tấn công. Phòng thủ cận chiến, đây, phòng thủ cơ bản là phòng thủ từ khiên là 44. Nên bọn này nó có khiên và nó rất mạnh, nó đỡ đòn phòng thủ rất tốt. Nhất ở đây là độ cận vệ nữa. Đấy. Cái này là giáp này. Giáp thì nó có hai loại này. Giáp cơ bản và phòng thủ từ khiên. Các bạn nhìn thấy không? 74 và 60, tổng cộng 134. Đây là MP, có nghĩa là cái chỉ số sức khỏe của một cái đơn vị lính. Cái này là morale, tinh thần chiến đấu. Tinh thần chiến đấu này thì nó sẽ tăng giảm phụ thuộc vào cái này, là cái rất quan trọng các bạn để ý này. Cái tinh thần chiến đấu càng cao thì cái mức độ lì đòn và đánh quyết liệt nhất các đơn vị lính của bạn nó sẽ càng cao. Sức khỏe cũng thế. Nhưng mà nhiều anh em rất hay hỏi về hai cái dòng này đúng không ạ? Ý nghĩa của hai cái dòng này. Đấy thì mình đã giải thích rồi nhá. Cái này sẽ là cái sẽ thể hiện xem là đam bạn gây ra cho kẻ thù được bao nhiêu. Còn cái này nó chỉ thể hiện kỹ năng tấn công thôi. Đến đơn vị bộ binh cận chiến, tiếp đến kỵ binh này. Kỵ binh nói chung thì nó đều có cái hỗ trợ. Đây là kỵ binh cận chiến thì nó sẽ anti-luck. Nhưng có những kỵ binh nó sẽ anti-infantry. Nhưng tùy các bạn nhìn vào đây. Đây là anti-luck, nó sẽ chống cavalry và elephant, voi đấy. Khi đối đầu với, nó sẽ cộng 15 đam, 15 sát thương khi đối đầu với các đơn vị to như là đây. Đây là melee attack, nó cũng giống như bộ binh thôi. Đấy, nó là kỹ năng tấn công của người lính. Cái này là đam, đây, nó cũng giống cái kia mình không giới thiệu thêm nữa. Nhưng cái bản kỵ binh nó cũng khá giống. Cũng giống ấy, nó chỉ thêm mỗi cái dòng này thì mình giới thiệu thêm với các bạn rồi. Nó là anti-luck, là chống kỵ binh. Còn đối với đơn vị tầm xa thì nó thêm này. Missile Damage, tạm dịch có nghĩa là đam tấn công tầm xa. Trong cái tấn công tầm xa của cung thủ thì nó có hai cái. Một là tấn công cơ bản và tấn công xuyên giáp. Tấn công cơ bản là 45, xuyên giáp là 4. Tại sao nó thành 50? Cho nó đạp tròn à? Cái này là tầm bắn này, 150. Thằng này thì chưa được cộng, nhưng quân đoàn này thì nó được tăng tầm bắn lên rồi. Các bạn có thể nhìn này, 159 này. Đấy. Shot per minute. Cái này thì tạm dịch là cái tốc độ lạc tên của các cái đơn vị tầm xa. Cái chỉ số này càng cao thì nó sẽ lạc tên càng nhanh. Đấy.
Nghĩa là cái tốc độ mỗi lượt nó bắn, mỗi một lượt bắn ra đến lượt tiếp theo nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Cái Ammunition này có nghĩa là cái lượng dự trữ tên của cái đơn vị này. Đương nhiên nó càng nhiều dự trữ càng nhiều thì nó sẽ bắn được càng lâu. Đấy. Còn cái này là tốc độ bắn, cái này là dự trữ tên. Còn các cái dưới này thì tương tự thôi. Melee Attack này. Nó là Melee Attack và Weapon thì nó cái này là tấn công cận chiến. Chagabonus phòng thủ cận chiến đây. Nó không có khiên, các bạn nhìn thấy không? Chỉ có phòng thủ cơ bản là 34. À, giáp cũng thế này. Nó không có khiên nên nó không có sợ này. Morale. Đấy. Nó khá giống, mình chỉ giới thiệu các bạn cái dòng trên này thôi. Còn xe bắn đá. Xe bắn đá thì đây. Xe bắn đá thì nó cũng giống như vậy thôi. Nó cũng giống như lính tầm xa, các bạn nhìn này, chỉ số nó có các cái chỉ số giống nhau này, đam này, sát thương này. Nhưng ngoài ra ấy, thì các đơn vị lính ngoài các cái chỉ số thì nó có một cái nữa, đó là skill. Đây, cho bạn chỉ ở đây này. Những cái này thì đây là đội hình tấn công này. Cái này là force stats là làm cho kẻ thù sợ hãi này. Cái này là có thể thay tướng để khi chỉ huy quân đội này. Tăng morale cho đơn vị đồng minh. Mấy cái này thì căn bản bắt đầu nó có đây. Cái này là thay tướng chỉ huy này. Cái này là tăng tinh thần chiến đấu cho đồng minh ở bên cạnh này. Thay tướng chỉ huy khi tướng mình đã hy sinh này. Đây là những đơn vị quân đặc biệt nó mới có những cái skill này thôi. Còn những cái đơn vị khác cũng chưa chắc đã có đâu. Thế rồi như thằng này nó chỉ có. Đấy, nó không có những cái skill đấy. Đây là đơn vị nó khá nhiều thì mình chỉ không. Cái này là cái đòn roi này để nó tăng tấn công này, cận chiến này, sát thương nhưng mà nó sẽ gây mệt mỏi. Cái này là cái đội hình. Cái này rất quan trọng luôn. Đây, cái đội hình này. Testudo, Aztec Testudo này. Chúng ta sẽ di chuyển chậm nhưng mà chúng ta sẽ kháng được chống bảo vệ trước tấn công tầm xa của đối phương. Đấy. Đối với tướng thì nó có thêm cái hỗ trợ là các cái skill của tướng này. Đây này, những cái này nó hỗ trợ tấn công cận chiến này. Reload chính xác này. Cái này tăng tinh thần chiến đấu này. Cái này Melee Attack phòng thủ cận chiến và đam và tốc độ di chuyển này. Cái này giảm mệt mỏi. Nói chung thì đấy là skill. Skill thì hôm nay thì mình đang chỉ ở Rome thì nó chỉ à để giới thiệu về quân thì có lẽ đấy về mặt xây dựng này, quân đoàn thì mình đã giới thiệu các bạn rồi đây. Đây. Quân đoàn thì đây các bạn có thể nhận hỗ trợ này, đây là quân đoàn này. Quân đoàn thì có những hỗ trợ các bạn mình vào cái ống. Đây là quân đoàn của chúng ta ở chế độ bình thường này, chế độ cắm trại này. Đây, cắm trại thì như nào? Đây mình chỉ ra cho bạn nhé. Như thế này gọi là chế độ cắm trại này. Nó có cái thanh, các bạn nhìn này, có cái thanh này gọi là thanh hành động. Các bạn hành động hết cái thanh này thì bạn không thể di chuyển action point được hành động. Các bạn có thể dê con chuột ra như này để xem là nó tốn khi di chuyển đi xa bao nhiêu thì nó sẽ tốn bao nhiêu điểm hành động. Đấy. Cái thanh màu vàng nó tụt dần đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Cái điểm hành động này sẽ hết. View character profile. Đấy, để xem cái tướng này nó ở đâu. Đây. Trong hệ thống chính trị. Cái đấy thì cũng không quan trọng. Nhưng mà các bạn mình giới thiệu đây. Cái này để các bạn tuyển thêm quân này. Cái hình này để tuyển quân chính quy này. Cái này để lính tuyển lính chư hầu này. À lính đánh thuê này. Đấy. Cái con lính này thì bạn tuyển từ nhà lính. Còn cái lính này các bạn sẽ tuyển từ lính đánh thuê. Còn nếu các bạn đứng quân đoàn của các bạn trên đất của chư hầu. Để mình xem có cái thằng nào đứng trên đất chư hầu này. Đây mình sẽ chạy sang đây đã. Đứng trên đất của một thằng chư hầu như thế này thì các bạn sẽ có thêm một cái cách tuyển quân nữa. Ô thằng này chưa có à? Xem là mình có chỗ nào nhỉ? Đây chờ xíu để mình di chuyển ra cái vùng nào có thể có. Đây rồi. Đây. Nó sẽ hiện lên cho các bạn là bạn có thể tuyển được lính của chư hầu. Đấy. Đây là những cái đơn vị lính mà bạn có thể tuyển từ các cái nước chư hầu của bạn. Đấy.
Đấy, các bạn có thể tuyển bằng cái này, nó sẽ thêm một cái mục nữa. Nhưng mà đứng trên này thì bạn tuyển được như này, là lính chính quy của bạn. Và đứng trên đất chư hầu thì bạn thêm có cái này để tuyển được từ chư hầu. Chư hầu thì tùy vào cách vùng và faction nó sẽ có những cái chư hầu khác nhau. Thì tùy thôi, chẳng hạn như mình thì mình nếu trường hợp ở đây, nếu như mà là một cái faction gì đấy thì mình hay tuyển voi ở đây. Đấy. Nói chung thì mình sẽ giới thiệu qua qua các bạn thế thôi, để các bạn nắm được về cơ bản thế thôi. Còn để mà nói cho nó hết thì có thể mỗi faction mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các cái đơn vị lính và chủng lính riêng biệt. Nhưng La Mã thì về cơ bản nó chỉ có như này thôi, nó không có nhiều đâu. Còn lính đến accessory đó là lính trợ chiến thì nó rất nhiều. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video khác của mình.